Dạ, tức là visa lao động của chủ doanh nghiệp được chỉ định bởi chính phủ. Thì những cái chủ doanh nghiệp ở New Zealand này nó hơi khác chút xíu so với Úc, là Úc là phải xin SBS cũng như OBS, xong rồi là như xin phép chính phủ để được mời. Còn ở bên New Zealand á, là được chính phủ chỉ định, là accredited. Thì hiển nhiên là họ cũng phải xin phép, nhưng mà xin phép xong rồi được chỉ định ha. Thì cái chỉ định đó là một cái giấy phép chính phủ chỉ định những cái doanh nghiệp có thể thuê bạn sang bên New Zealand làm. Thì đầu tiên là bạn có xin cái accredited employer work visa. Có cái đó rồi các bạn làm 2 năm là lên được cái residence work visa, là visa làm việc cư trú. Xong rồi làm 2 năm nữa thì xin lên được PR, coi như xong ha. Thì các bạn cần ít nhất là 4 năm rưỡi từ lúc sang New Zealand làm tới lúc mà có thể ra được thường trú ha. Thì Thái tin chắc là còn rất là nhiều câu hỏi về cái New Zealand này, tại vì nó cũng khá là mới, và những cái thay đổi mới về luật của định cư của New Zealand mới gần đây thì cũng khá là nhiều thứ. Vậy các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới. Nếu các bạn thích tìm hiểu về cái này hoặc là có nhu cầu